Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến những cuốn video giao lưu với các bạn. Bonsai nghệ thuật tại Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Địa chỉ Thọ Lạc An, Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Chúng ta đến với một cây thiên tuế. Cây thiên tuế với giá 2 triệu đồng. Vạn tuế à? Và vạn tuế, phúc lộc, ôm đá. Và được ngâm nước nhiều năm, rêu phủ kín hết cả đá này. Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long tổ chức giao lưu trực tuyến qua kênh Hương Sắc Đỗ Sinh và với cái hình thức là viết giá trên sản phẩm, những sản phẩm của hợp tác xã làm hoa cây cảnh. Nếu chúng ta có điều kiện trực tiếp đến thăm thì sẽ có những cái sản phẩm với nhiều chủng loại khác nhau để chúng ta lựa chọn, và với giá sẵn đã viết trên sản phẩm, trên từng cây một. Chúng ta đến với cây Linh Sam với giá là 1 triệu đồng. Cây này chưa viết giá vào đây. Vâng, cây ổi dáng trực huyền. Đây 3 triệu anh. Cây này 3 triệu thôi. Vâng, cây ổi nhìn hay phết. Giả. Giả lắm luôn, đó năm. Vâng. Giá 3 triệu. Cái này vào dây chắc lâu rồi anh nhỉ? Lâu rồi, ổn định rồi. Cũng chuẩn bị tháo rồi vậy. Nó chín rồi thì tháo rồi. Vâng. Tháo rồi. Ok. Vâng, cũng rất nhiều anh em có điện đến hỏi Đỗ Sinh là cơ sở nào có nhiều tùng kim cương giống, gồm có những cây mà nhỏ như đầu ngón tay, thì chính đây là một địa chỉ cho các bác, các anh. Vâng, cây tùng kim cương giống hình dáng trước ống kính chúng tôi là với cái giá là 200.000, bán tại vườn với số lượng lớn cũng đáp ứng được, ví dụ như vài trăm cây. Vâng, và đây là cây sộp. Đúng cái độ lúc ra lộc đỏ tía như này, đẹp không? Đỗ Sinh cùng với ban quản trị hợp tác xã sẽ đứng ra là tổ chức theo mô hình giới thiệu sản phẩm, niêm yết giá luôn trên sản phẩm. Công khai số tài khoản để chúng ta tác phẩm sộp với báo giá là 2.500.000. Vâng, rất là hợp lý. Bộ bệ rễ đã bệt đá nhiều năm rồi. Vâng, và sau khi giới thiệu với các bạn những mô hình
cây tường vi. Ôi cây dáng siêu này, chưa thấy các anh ấy làm được đến đây. Cây này khoảng bao tiền anh? Cây tường 2 triệu anh. 2 triệu cây tường vi này. Vâng. Cái mùa này tường vi nó ra lộc nhìn thích nhỉ, đây. Như hoa luôn. Lộc đẹp. Đấy, như hoa. Lộc đẹp. Giới thiệu từng tác phẩm một. Lộc đẹp. Có niêm yết giá. Và có bộ phận phụ trách và công khai. Vâng, chúng ta đến tiếp với một cái sành nữa. Cây này 50 triệu anh. Cây này 50 triệu à? 5 triệu. À 5 triệu à? Ôi rồi. 5 triệu. Xanh lá nhỏ đẹp đấy chứ. Đẹp xanh. Chúng ta mua về thu tán hoặc làm gì chế tác để thành tác phẩm đẹp thì cũng đơn giản. Kể cả cái khay cứ thế chơi thôi. Vâng, chỉ có nâng bệ lên một chút hoặc chỉnh sửa lại đi. 5 triệu. Rồi. Và đây là cây lộc vừng. À, tôi vẫn nhớ là cách đây một tháng tôi đến đây làm chương trình chia sẻ thì cây lộc vừng dáng siêu mà anh Trần Ngọc Nha đứng cạnh để báo giá. À, thế là 4-5 người chạm trán nhau. Kết thúc là người Hải Phòng đến nhanh nhất và chuyển tiền nhanh nhất để lấy. Cây lộc vừng này được báo giá là bao nhiêu đây? 8,7 triệu à? 8,7 triệu. Coi 8 triệu này. Vâng. 120 cm. Bây giờ anh em ở trong miền Nam ship vào nhưng mà không làm. Xa quá. Xa nặng. Ship thế này thì chết tiền công. Gần đây thì anh em đưa cái bán tải lên cõng lên thôi thì xe nâng ở đây có xe nâng thì đơn giản. Nhưng mà xa thì chịu rồi. Vâng, 8 triệu 7. Đây là cây lựu. Vâng, vừa hoa vừa quả đây. Với thời gian làm cũng tương đối lâu. Đây này là cây có 800 ngàn. 800 nghìn cái này. Với cái mức độ răm cũng rất là dày rồi. Bắt đầu ra hoa quả đấy. Lựu cảnh đẹp ấy, 800 nghìn, chơi quả và có hoa đỏ chót. Vâng, còn đây là cây ổi ta. Cây ổi được báo giá là 2 triệu. Đây là chậu mẫu đơn vàng. Giá là 5 triệu. À, vâng, và đây là khóm nhài, được báo giá là 1 triệu đồng.
cây xương cá được báo giá là 3 triệu. Đây là một cây đa, và cái đò đa có cái bệ thân gốc nhìn cũng rất là lẫm liệt đấy. Cây đa được báo giá là 7 triệu đồng. Vâng, đấy, cái anh ấy viết giá xong cài vào đấy. Đấy, như là hòm thư bí mật. Làm này cụ thể quá. Đo kích thước cao, hoành và tán. Để giao lưu một cách nó dễ dàng và ai cũng có thể ở nhà để trực, để tiếp khách, để bán được. Hoặc ai gọi điện đến là cứ theo cái giá đó. Tôi được biết là canh có thống nhất là cũng có phần chút thương lượng, tức là không quá 10% cũng được. Chúng ta đến với một cây sộp. Cây sộp. Ôi, cây sộp này thân rất lớn, hoành là 120, cao 100 và rộng tán là 90, với giá bán có 3 triệu rưỡi. Vâng, 3,5 triệu. Cây sộp này các bác. Tuyệt không? Về cây này chỉ cần làm một tán nữa được. Cả nón thôi. Đây là cây cóc. Nói đến cóc thì chúng ta hay thường có cái hình ảnh là lại còn ghép cóc Thái, nhưng đây là cây cóc ta. Cây cóc với báo giá là có 700 ngàn. Và chúng ta đến với một cây xanh. Xanh này xanh Nam Điền đấy. Vâng. Lá nhỏ tí xíu mà răm rất dày kìa. Cái này ạ. Cái này thấy ghi 15 triệu đấy. Đây, báo giá 15 triệu cây xanh tôi đang quay đây. Có 10 triệu thôi. Chắc còn cây nhỏ nữa. Trước là một đôi à? Vậy này cây này chỉ có 10 triệu thôi đúng không?
Rồi. Vâng, cây này còn 10 triệu nhá. Mai được quyền. Ông này là tác phẩm của cây này là ông ý gọi là vào 72 tuổi. Vâng, và để kết thúc cuốn này chúng ta đến với một cây đa cây xanh ngự trên một cái bệ đá với báo giá là có 25 triệu cây xanh cổ. Rất cực giả. Phía trong đây là ôm cái hũ. Vâng, Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những video sau. Đây là những cái sản phẩm được trưng bày ở phía ngoài sân của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Địa chỉ tại Thọ An, Đan Phượng, thành phố Hà Nội.